lâu rồi không quay video clip kép cho các bạn coi. Hiện tại mình đang ở trên quẹo trái anh, quẹo trái. Rồi, trước mắt các bạn thì mình đang cho kèm cho một anh đi ra Vũng Tàu, nhưng mà con cái là mình sẽ chuyển hướng. Mình chuyển hướng là đi qua bên phà cắt lá nha bạn. Hello cả nhà nha. Đây mình đang chuẩn bị quay gọi là clip kép để cho thấy khuôn mặt của mình ha, với khoe cái ghế sau là bữa giờ các bạn biết rồi ha. Thì lý do là mình chuyển qua đây là cái đường vô cái cao tốc nó bị kẹt quá, thì mình sẵn chuyển qua đây luôn để cho ảnh tập thêm cái bài gọi là đi đường phà. Thì cái phà này, phà cắt lái, thì phà nó hai đầu hay nó dễ, các bạn chỉ cần chạy lên là xong chạy ra thôi. Còn sau này các bạn sẽ gặp, nhất là miền Tây, các bạn sẽ gặp gọi là phà một đầu các bạn, là các bạn phải dê cái đuôi xe xuống dưới phà. Thì nó có nhiều cái, nhiều phà nó lớn không nói, rồi nhiều phà nó đủ một chiếc xe thôi, hai chiếc xe thôi. Và gặp cái con nước mà nước nó gồng mà nước nó lên không nói, nước nó lên thì các bạn dễ lắm, dễ dễ, nước nó gồng hoặc xuống cái bậc xi măng luôn. Gặp cái sedan chứ không thoát xe 7 chỗ là muốn mệt rồi, các bạn phải dè xéo, mà dè cái nào nó cũng bị dướng nước gồng. Xe tải, kể cả xe tải thì nó có cái những cái bậc ở phía sau, nó có cái bậc bút lên xuống cũng bị cà luôn, đông luôn. Thì sau này các bạn đi mà các bạn phải canh, phải canh cái con nước các bạn đi. Sợ nhất giờ là phải một đầu. Rồi bây giờ anh về phải nha, anh về phải chút xíu, nó về phải để mình đi ra quốc lộ, là quốc lộ 51 đúng rồi đó nè, thấy cái biển báo không? Quốc lộ 51 nè, nha đó, quốc lộ 51 còn mười mấy cái ha. Thì khúc này qua đây là khúc này chỉ còn có 50 nha các bạn ha. Đó, đường hơi xấu chút xíu. Con đường này là độc tôn của mấy bạn xe máy. Mấy bạn xe máy đi Vũng Tàu là anh mở xe nhanh trái đi. Rồi xe nó tấp vô thì mở xe nhanh trái anh chuyển qua. Rồi anh đạp ga nhẹ đi, đạp ga nhẹ đi. Đúng rồi, anh đạp ga nhẹ cho em đi. Đó, đạp quá luôn. Vượt người ta thì mình phải đạp ga chứ. Rồi, đúng rồi. Rồi anh mở xe nhanh phải lại. Rồi. Rồi, ta sẽ nhanh đi em. Tại sao cái làn đường này nó không có cấp với điều kiện là ở trên trống, ở dưới trống mình mới vượt được. Dạ. Có đông thì thôi mình cứ giữ bám theo, cho nó trống thì mình vượt. Bạch liền là không được vượt nhanh ha. Mình đang gọi là đang sử dụng một cái mic. Cái mic này cho một bạn học viên chuyên review, bữa mình có kèm cho bạn ấy đi về miền Tây. Thì bạn thấy cái độ nói của mình á, khi mình quay clip cho các bạn mình nói chuyện á, nó sẽ hơi bị ồ. Thì bạn ấy có tặng mình cái mic này, nó lọc âm thanh, chứ nếu hai bạn đứng xa các bạn quay á, các bạn nói chuyện á, nó dễ nghe hơn, không cần phải gõng cái cổ đó. Rồi, vừa thôi giảm lại 50 cũng giỏi. Nhớ vượt xong nhưng mà vượt coi chừng quá tốc độ. Giờ đi tiếp, nó khổ vậy đó các bạn. Nó tự tin rất nhiều ha, mới có nửa đoạn đường thôi mà ảnh là tự tin đúng rồi. Trời nắng thì tránh đen, trời mưa thì tránh trắng. Đen là gì? Khi trời nắng ở dưới đường các bạn thấy màu đen á, là cái đó ổ gà, các bạn phải né nó hoặc là cho nó vô bụng giữa xe mình đó. Thấy ổ gà, thấy không? Đen, thấy không? Anh thấy đen rõ ràng không?
rồi trời mưa tránh chắn đó là dụng nước bên phải nè, đó nó chắn lên là mình né thôi, thấy không? Đó, cái hồi xưa ông cha ta nó có cái câu thành ngữ đó, rồi các bạn cứ nghe. Vô vô dòng xiến nhảy vào trái hay ra phải, rồi vào xi nhan trái hay ra xi nhan phải, thấy không? Cho nó an toàn. À, rồi chó thì tránh đầu, cho bò thì tránh đuôi. Câu thành ngữ, mấy nhiều cái câu thành ngữ hay lắm, gọi là kinh nghiệm của người đi trước truyền đạt lại người đi sau. Chó là hướng về cái đầu nó quẳng, nó quay đầu ngược lại, nó chạy lại chứ được. Còn chó bò là các bạn đi cứ đi dọc ra sau đuôi nó, chứ mấy anh chó bò trâu với bò đi là các bạn đưa cái hướng về đầu xe đầu máy ảnh là anh đi luôn, đẩy đi luôn à. Nên các bạn nhớ cố gắng ha, có nhiều cái thứ đó để cần học thêm nữa, nhiều lắm kinh nghiệm. Rồi tiếp tục anh. Nhớ 50 nha. Lâu lâu cái đạp được chút xíu xíu tự tin rồi. Đó, cái mic này các bạn khoe, các bạn cái mic nè, cái mic giấu tuốt ở trong luôn. Đây, cái mic này thu hơi lớn các bạn, phải mua cái bông bông lọc âm. Mic này đây các bạn, nó có hiển thị cái số luôn. Một bạn rất dễ thương, bạn Cường chuyên review các sản phẩm này luôn, hình như bạn ấy có review bán sản phẩm này 50 anh. Em vừa đang quảng cáo sản phẩm mà vừa biết cái tốc độ luôn nha, ở trước kìa thấy không. Ở đây nó có hai cái, nó có sạc cho mình luôn các bạn. Đây để mình cho các bạn coi cái tên ha. Đây tên các bạn thấy không ta? Đó, anh cứ đi đó, Winless nha. Ok lắm nha mọi người. Nhiều khi mình phải che lại tại vì cái nó thu lớn lắm, nhiều khi mình để đây mình nói chuyện đây, mình mới nói có 1% công lực thôi các bạn, 1% công lực của mình thôi nha, không biết nó có lớn hay không. Các bạn nghe rõ không? Alo alo, các bạn nghe rõ không? Các bạn nghe rõ trả lời nha. Nè, chó tránh đầu kìa, thấy không? Ở trước con chó kìa, chứ nãy nó mới chạy ra xong nó chạy vô, thấy không? Đó, tại sao tránh về phần đầu nó, thấy không? Tránh đầu cái là nó cụp vô trong, còn anh tránh phần đuôi nó là nó quay đầu lại, thấy không? Đó, anh cứ đi bình thường đó, thấy chưa? Đó, nó đi vừa đi qua cái nó quay đầu lại đi à, thấy không? Rồi anh đạp ga tiếp đi, đâu dám nói lớn đâu, nói lớn sợ các bạn bị ù tai, phải nói nhỏ nhẹ. Nó có cái hộp, hồi bữa mình có mua một loại rồi nhưng mà nó không có hộp, con này nó vừa sạc luôn các bạn. Đó, cái nhãn hiệu nó ha các bạn ha. Đó, nó vừa wireless nhỏ gọn hai cái này. Hộp xịn sò. Ok. Đó, thử hàng liền. Cảm ơn bạn Cường nha. Bạn Cường là review dữ lắm đây các bạn nè. Giờ đi thẳng luôn. Dạ đúng rồi, mở xi nhan phải đi thẳng là người ta cười mình đó. Đó, mình đi bên đây nè, thấy không? Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đó, rồi anh đập ga lên. Đúng rồi. Có làng bên kia là làng ngược chiều, thấy không? Rồi đến đó anh ôm dòng xiến đi thẳng tiếp. Còn thôi mình quẹo phải mình đi đây cũng được nha các bạn ha. Đây này là hướng nhân dạch đi thẳng ra luôn nha. Rồi ok, bây giờ các bạn muốn đi đường mới nữa không, mình chỉ cho các bạn đi đường mới luôn á. Rồi anh quẹo phải luôn đi, đi đường mới luôn đi thôi. Nhưng mà con cái thôi, giờ cho anh đi đường chính ngạch đi, không nhiều khi mai mốt anh còn đi nữa. Rồi ôm dòng xiến đi thẳng lên trên, chứ đúng ra là mình đi vô đây luôn nè bạn ha. Rồi xong cái mình đó, cái gần đó nó mở mở đường á, ở đó nó bán đất này nọ, các bạn cứ mua rẻ lắm. Rồi anh mở xi nhan phải giùm em. Rồi đi đây cũng được hoặc đi trên kia cũng được. Rồi đi đây cũng được. Canh xe bồn nó là bóp kèn canh xe Innova đó, thấy không? Ở đây mình đi ra đây kia cũng được mà đi đây cũng được nha. Nhưng mà ở đây thì tốc độ nó thấp hơn.
Rồi, đi tiếp mọi người ơi. Thấy anh giao thông đứng không? Đang nghe điện thoại. Ok mọi người, ở trên đường này là mình có quyền mình được đi vô trong làn chậm luôn nha các bạn. Rồi, đường mình đi trên đường này đợt trước mình cũng có đi nhiều lần rồi. Nhưng mà các bạn, cái lối mà cái hướng mà ra giao nhau giữa quốc lộ 51 á, thì nó lúc nào nó cũng có kẹt hết. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách đi để tránh kẹt trên ngay chỗ vị trí đó. Tôi kẹt nửa tiếng đồng hồ, các bạn tin không? Nửa tiếng đồng hồ luôn nha, tại cái đèn dây nó cực kỳ lâu luôn. Tôi đi biết bao nhiêu chập, gần nửa tiếng đồng hồ mới qua được. Thì ở đây ngã tư này các bạn có thể quẹo bên phải, các bạn đi cũng được ha, để đi ra. Nhưng mà tôi sẽ quẹo đi lên trên. Mở xi nhan phải đi anh, mở xi nhan phải. Rồi anh đi vô luôn, anh đi vô bình thường, cứ đi vô cho em. Đúng rồi, có giao thông ở sau cũng kệ giao thông ha, mình cứ đi bình thường, mình đi đúng lực là được. Chút xíu anh đi thẳng lên trên luôn ha. Ở đây là cấm quẹo trái, cấm quẹo đầu thôi. Đúng rồi. Đó, mình cứ đi giao thông ở sau á, không chuyện bình thường, anh đi lên nữa. Đúng rồi, cái làn đường này mình vẫn đi vô tư. Đi thẳng luôn rồi. Dạ đúng rồi, đi thẳng luôn đó. Các bạn quẹo phải cũng được, cũng các bạn đi thẳng luôn cũng được, nhưng mà các bạn đi thẳng lên trên đụng ngã tư nữa các bạn quẹo. Rồi ok anh đi. Rồi đạp ga lên cho em. Không, anh giao thông nó quẹo rồi thấy không đó. Mình đi đúng mà mình ai bắt mình, còn mình đi sai là lụm liền. Rồi đập ra tiếp. Rồi bây giờ đông thì anh chuyển qua trái nha, mở xi nhan trái giùm em. Rồi anh đập ra lên ở sau lên nhường. Giao thông nãy đi, nếu mà mình đi sai là giao thông sẽ phạt mình thôi, bắt mình thôi, còn mình đi đúng lực đúng này nọ không ai bắt mình cả. Cái nguyên tắc là vậy các bạn. Nhưng mà có trường hợp là mình đi đúng bị bắt mới đau chứ. Nhất là anh em dưới tỉnh làm như phân biệt chủng tộc quá trời. Giờ đi, anh cứ đi bình thường đi. Đúng rồi à. Rồi từ từ đi bình thường thôi. Ông anh em này anh bạo lực lắm. Có vạch trắng này là mình đi vô trong thoải mái, với điều kiện là không có biển báo phân làn đường thì mình mới vô trong được, mình mượn làn đường để mình đi ha. Còn nếu mà không có vạch trắng này thì mình đi vô trong gọi là mình vượt phải, còn có là mình đi vô tư. Giờ nãy giao thông ấy rõ ràng mà hai giao thông kế bên hông mình đâu trả lên bình thường đúng không? Đó vậy thôi. Giờ anh đi tiếp. Rồi anh có thể mở xi nhan phải. Mở xi nhan phải, đúng vậy. Rồi anh đi đường trong luôn cũng được. Đúng vậy. Còn xe tải nó sẽ đi đường lớn. Xe tải đi đường lớn đó, nó ngoài ha. Rồi. Rồi anh đập ga lên. Đó. Ô tư, rồi đập ga nữa. Mình đi qua người ta 60 mà. Không, tuyệt đối không có đi bên hông, cặp hông nó nhiều. Không cặp hông nó nhiều, cặp hông nó nhiều nó lỡ mà nó nổ bánh xe nhìn thấy phê lắm. Rồi đến đèn xanh đỏ anh quẹo phải luôn nha, không đi thẳng nha, đi thẳng kẹt lắm các bạn. Tôi sẽ đi đường tắt, đường trong, đường gồ ghề chút xíu để luyện lái cho anh. Học với mình là mình cho đi nhiều lắm, nhiều thứ để mình đi lắm. Rồi anh mở xi nhan luôn ạ. Đúng rồi. Đó quẹo đây nè bạn ha. Đèn đỏ xe hai bánh được rẽ phải, nhường đường cho người đi bộ. Chú ý nhường đường cho người đi bộ. Có mấy cái biển báo này nè, cái biển thông báo này các bạn mới được phép quẹo phải nha các bạn ha. Là xe gắn máy nha, chứ không có này các bạn quẹo phải là vượt đèn đỏ đó. Không có biển báo hình ô tô quẹo phải là cũng vượt đèn đỏ nha. Các bạn cẩn thận nha.
Dạ, ok anh đi. Cứ lại lại vô cho em. Rồi, đặt về nhà. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Đó, vậy thôi. Rồi, đặt ra lên giùm em. Đó. Rồi, biết sao mình đang tạm ngưng khúc đó, mình lại vô nhà các bạn. Mình phải tắt không phải dính bản quyền. Rồi, đặt ra lên giùm em. Đó, tập đường chạy luôn ha. Đi đi anh, mạnh dạng lên đi. Người ta thấy mình là cũng né à, mạnh dạng lên, tập với em là phải mạnh dạng lên. Đúng rồi, nhẹ qua bên trái cái nên tự động ta lấy vô mà. Chứ đi đường lấn ra đường mình quá kỳ quá, em xem ra lấn đường quá rồi mình ép nhẹ qua cái người ta lấy vô. Thì ở trên đây thì đoạn đường các bạn biết rồi hả? Anh chút xíu nữa mình sẽ quay luôn cái khúc nữa, một khúc rồi cho bạn đi ha. Thì các bạn đến đây các bạn bấm ga về Vũng Tàu là nó hiển thị cho các bạn đi thôi, cũng dễ lắm. Rồi các bạn đi một đoạn các bạn sẽ ngay chỗ cái ngang qua cái chợ này thì nó có sẽ có đèn xanh đỏ, thì các bạn sẽ quẹo trái nha. Đây cái chợ ha, chợ gì mà không biết tên luôn các bạn, đi mấy lần cũng không biết tên luôn, thiệt tình luôn. Rồi đến đây thì nó đây nó để quốc lộ 51. Từ từ anh, từ từ trước sau mình nồm nóng chi không biết nữa, trước sau mình cũng quẹo mà để cho xe đá nó qua đi. Này quốc lộ 51 ha, là mình quẹo trái. Rồi mở xe nhanh trái giùm em. Rồi anh đi. Rồi đó vậy thôi. Rồi chậm lại khúc này, chậm lại khúc này, đúng rồi. Rồi anh quẹo vô, đúng rồi. À, vậy thôi. Rồi, ông xe tải sao ông cứ bóp cò dí kèn dí đít hoài, thấy ghét thiệt chứ. Anh cứ đi bình thường ha, tốc độ mình đi đúng vị trí tốc độ, cứ tự tin mà đi, sao bóp kèn kệ nó. Thì đường này nó sẽ qua cái lô đất của mình nha các bạn. Lô đất mình là nguyên một cái dãy nhà mình mới cất lên đó bạn. Bạn nào có muốn sở hữu thì xuống dưới đây nha. Đó, thầy Toàn giới thiệu là được. Rồi, mình cứ đi theo cái vết xe của người ta. Rồi, đây, chừng nào thấy người ta bị sụp hả, mình phải chuyển đó giống xe đỏ không? Xe đỏ đi dở thì chớ sập luôn á. Nhìn chút xíu là mình đi được rồi, ỉ gầm cao cái lũ xuống dưới, xì gặp xe con sedan là nó sẽ dưới cái mỏ dưới rồi. Rồi đây là cái lô đất của mình nè các bạn. Nguyên dãy đất này của mình nha, mình đã xây lên rồi, bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ với mình nha. Đó, đường A8 phải không? Đó, thấy nguyên dãy không? Đó, thấy chưa? Tại vì dạo này cái kinh tế đất đai nó bị đứng các bạn, nên cũng khó khăn quá nên bộ túp tay lái các bạn ơi. Rồi thấy không, bộ này tên Tiến Lộc à, Tiến Lộc là tên người nhà thôi. Giờ mình đi tiếp. Rồi bạn nào muốn sở hữu thì xuống đây nha. Dạo này đất đứng rồi nên bất động sản đứng rồi, bất động rồi, sản luôn rồi. Mình chuyển qua bộ túc ta lái. Dạ, thôi ok, mình sẽ kết thúc video clip đây. Thì các bạn đi nữa, các bạn sẽ đi ra đó ngay quốc lộ 51, các bạn quẹo phải. Tại vì cái máy của mình nó hết pin luôn các bạn, sáng quên. Rồi, ok, tiếp tục. Tôi nói thiệt tình nè, tôi có súng là tôi bắn trong cái xe ông xe ben ở sau rồi. Rồi đi tiếp, hai ông luôn cùng hại luôn, ông chở quá tải luôn, không phải xe ben mà ông chở chất cái gì mà ông chở hàng luôn á, ông dí ông bóp còi liên tục luôn các bạn.
khổ thiệt chứ. Nào, hay là có khi nào biết tôi không, cặc khỉa tôi không? Tôi có súng rồi, bắn ổng rồi đó. Úp kem hoài luôn. Rồi tiếp tục. Đúng rồi, bóp kèn đi để cho anh ấy đạp gà, chứ nãy giờ nhắc anh đạp gà hoài mệt quá. Đúng rồi đó. Đó, đường này giống như đường quê luôn các bạn, về miền Tây luôn, y chang về miền Tây luôn các bạn. Sau này các bạn cũng phải đi mấy cái đường nhỏ này nè để xử lý, thấy không? Đó. Dẹp vô, bóp kèn cho máy xe đa để dẹp vô, chứ kèn mình là bóp vô không vô đâu. Rồi ok, chuyến này mình sẽ cắt đuôi ảnh rồi, thấy không? Quẹo trái từ từ cái khúc này ba gạt nữa nha. Rồi đi. Rồi anh đạp gà lên. Rồi ok, đạp gà lên luôn. Từ mấy ông ơi, mấy ông dí muốn xúc quần luôn rồi giờ. Mày đại ca dí muốn xúc quần luôn. Để bạn chữ lấy mới rồi, ông dí hoài luôn thiệt. Ông nào để có súng nó bắn ổng rồi đó. Trời, xe chất nhìn trong mặt, chất lên mút chỉ luôn. Rồi, đến cái khúc này là quan trọng rồi các bạn. Cái khúc này là cái căn biệt thự này của mình nè. Cặp bên hông căn biệt thự của mình mới đi được nha các bạn ha. Đó, rồi anh mở xe nhanh phải, đó, cái xe nó sẽ chặn nó mới gà, thấy không? Đó, cặp bên hông căn biệt thự của mình, gà thắng lại giùm em. Đó, này cặp bên hông này đó, đi theo xe đỏ. Còn các bạn đi thẳng cũng được, nhưng mà nếu bạn ra ngoài kia rồi, thấy không? Đó, bây giờ mình cắt đuôi được cái ông xe tải rồi đó. Rồi, đánh lấy vô giùm em. Học là phải kỹ năng này đó, thấy không? Đi theo đi bắt xe, rồi né vô chồng chút xíu giùm em. Đó, rồi thấy không? Nó đỡ sụp hơn không? Rồi đi tiếp. Cứng liền thì cứng cái lái, đi mấy đường này cứng cái lái liền, sẵn coi đứt đai coi có được. Ông nào mà đi bất động sản mà đi với tôi chắc coi đất đai nhiều lắm nè. Phân lô bán nền được. Rồi ok, mình cứ đi thẳng hoài luôn ha. Mình sẽ đi ra ngay chỗ quốc lộ 51 nha các bạn ha. Đó, đường này giờ người ta biết nhiều rồi các bạn ha. Người ta cũng đi nhiều. Đó. Người ta biết nhiều, người ta đi cũng đi nhiều rồi. Giờ đường xá giờ nó cũng xấu rồi. Biết lý do gì không, mình chỉ người ta nhiều quá đó. Lâu người ta đi về đường thôn quê à, đó đường vắng, tối đi ngang đường này hơi bị lạnh. Thì đến đây có xí nghiệp ô tô. Dạ anh đạp gà này. Đường này tránh kẹt xe trên ngay chỗ nhân trạch nha các bạn ha. Đợt trước mình có làm cái clip này, cái hướng nhân trạch đi về á, từ Vũng Tàu về nhân về mà bị kẹt ngay nhân trạch chứ kẹt cao tốc quá, nên mình đi hướng này nha các bạn ha. Rồi, anh quẹo trái nha. Quẹo trái là ra quốc lộ 51 rồi. À, ra quốc lộ 51 cái mình quẹo phải. Ở đây luôn. Dạ đúng rồi, quẹo trái theo xe ba gác á. Đây là công ty cổ phần ô tô Đô Thành nha các bạn. Còn các bạn mà trên quốc lộ 51 vô thì các bạn ngay chỗ trạm y tế xã Long Phước hay gì đó, quên rồi. Anh cho cái hố lọt vô giữa bụng xe luôn. Gọi anh đi. Đó, đó gọi anh ngang qua đây. Lấn bên kia luôn, đi ngược chiều bên kia chút xíu. Đúng rồi, không có xe. Gọi anh đi qua đây.
Rồi đặt gà lên. Không có xe là mình đi lấn qua chút xíu mượn được. Ok mọi người, ra hết đây là mình về phải nha. Đường nó hơi xấu chút xíu nhưng mà nó được có cái là các bạn có những cái lựa chọn đi. Nhiều khi kẹt quá các bạn biết đường thì nó sẽ thông thoáng hơn. Năm mươi đúng rồi, gọi anh đi. Tốt, gọi đạp ra. Rồi né cái dù luôn ha. Đó, cái dù bự quá dướng xe cao. Tại cao ơi, có điện thoại. Rồi ra đó mình về phải. Đó, ra quốc lộ 51 rồi đó. Rồi anh mở xe nhanh phải giùm em. Rồi đi theo luôn, nói đuôi theo luôn. Rồi, gà thẳng lại bớt. Rồi, đánh lái vô, ngó bên trái. Đừng có đập ga. Rồi, anh buông thẳng ra. Rồi, từ từ thôi, mở xi nhan trái ra giùm em. Rồi, anh đập ga. Đã, đập ga.